Trong kinh Đức Phật có dạy: hiếu hạnh đứng đầu muôn hạnh, hiếu mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu mà cảm đến đất thì vạn vật sinh sôi, hiếu mà cảm đến người thì muôn phước tăng trưởng. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta chỉ biết cha mẹ hiện đời này thì là còn rất nhỏ, rất ít. Chúng ta phải biết chúng ta có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mà cha mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đọa lạc trong ngạ quỷ không phải là ít đâu, thưa đại chúng. Chúng ta báo hiếu đến cả cha mẹ trong cõi ấy nữa. Tiên tổ chúng ta đó mong ngóng chúng ta lắm đấy, thưa đại chúng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy để đền đáp ân nghĩa của cha mẹ, của quyến thuộc chúng ta, những người đã quá vãng, đang chìm đắm trong khổ cảnh, đọa lạc trong địa ngục ngã quỷ này, thì cái mà bổn phận của chúng ta, nghĩa vụ của chúng ta đó là gì? Là biết làm phước cúng dường lên Tam Bảo, hồi hướng phước báo ấy cho thân quyến chúng ta.